Hôm nay là thứ Bảy, 13 tháng 4 năm 2024. Chúng ta đang ở tại Chùa Viên Thông, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ trong khóa tu 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai, thứ ba của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Hồi đêm hôm quý vị có ngủ được không? Và sau một ngày tu tập quý vị có mệt không? Hạnh phúc phải không? Không hạnh phúc mới là chuyện lạ đó. Tại vì mình không cần phải lo gì hết, mình chỉ lo tu thôi. Đó là một trong những cái điều kiện của cảnh giới cực lạc. Thì cực lạc cũng cỡ này thôi chứ không có hơn. Thì nên mình enjoy được cõi này là mình biết cực lạc ra sao rồi đó, phải không? Mà nếu mà ở đây mà mình không có cực lạc nữa thì thôi không biết còn cực gì mình chịu nữa không? Cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Người ta mới đáp là cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Thưa đại chúng, ngày hôm qua mình học một cái phẩm, một cái lời dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Tức là mình làm sao tâm nguyện của Bồ Tát là mình muốn cho mọi người cũng được như mình. Bồ Tát hạnh thì nhiều lắm, nhưng mà trong đó một cái hạnh là chúng ta thường hay sống hay có cái tánh là mình, cái gì mình hơn người khác mình mới vui, và người khác phải thua mình chút thì mình mới chịu. Nhưng mà bây giờ nếu mà hôm nào mình sống được một cái hạnh, chỉ dùng một cái khởi nhỏ thôi, con được như vậy và con muốn người khác cũng được như vậy, thì mình biết rằng giây phút đó là cái tâm của mình có cái chất của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không có phải cái việc khó làm, mà Bồ Tát đa hạnh. Mà hạnh gì mà lợi người lợi mình? Lợi người lợi mình thì được rồi đó, nhưng mà nếu cái lợi đó mà mình cũng cho người nữa, mình biết là giây phút đó mình có được một chút xíu, một phần của chất của Bồ Tát. Ví dụ như hôm qua Pháp Hòa chia sẻ là nếu mình biết người ta có bệnh, mình chăm sóc là một hạnh của Bồ Tát rồi. Nhưng mà nếu mình có đi đâu, mình nhờ người ta chăm sóc lại người đó là hạnh Bồ Tát. Nghĩa là mình không nỡ làm nửa chừng rồi bỏ, mà mình cũng vẫn tìm cách nào đó để cho người kia cũng được yên lòng, được sự an ổn. Mình đi đâu, mình cũng gửi gắm lại cái việc gì đó cho người đó, không làm nửa chừng. Ví dụ cái công việc đó của mình đang làm mà có công việc mình phải đi, thì mình tìm người đó, mình thấy mình nó giúp giùm tôi 2 ngày, 3 ngày cho cái việc đó, thì mình biết rằng việc này thật là volunteer hết, làm là thiện nguyện hết. Mình, nhưng mà nếu mình khởi cái tâm là này là thiện nguyện, mà thích thì mình tới, thích thì thôi, thì mình khởi như vậy có tội lỗi gì không? Không. Nhưng mà nó sẽ trở thành một cái tập nghiệp, là mình sống là mình không bao giờ hết lòng với cái công việc của mình. Thật ra thưa đại chúng á, khi mình làm một việc gì á, cái chuyện tội lỗi ở đâu thì mình không biết, mình chưa thấy, mình xa mình đặt nó, nhưng mình cứ thấy cái trước mắt, cái bất lợi trước mắt, cái không thành trước mắt, và trước mắt này mình sẽ trở thành một cái cách sống, một cái lối quen, một cái thói quen sống như vậy. Thì cái gì mà nó thành thói quen thì nhà Phật gọi là nghiệp. Nhưng mà cái vấn đề là nghiệp này là tốt hay là xấu thôi. Ví dụ như giờ mình thích thì mình tới, không thích thì mình lại. Có ai nói gì mình đâu, không ai có quyền bắt mình, không ai nói gì mình. Nhưng mình sẽ thành một thói quen sống vậy đó. Thì bây giờ lâu ngày nếu mà người ta muốn nhờ mình cái, thì cái tư tưởng của người khác nó thôi thôi, đừng có nhờ cái vị đó. Vị đó không bao giờ làm cái gì xong hết, mà làm nửa chừng bỏ không có bao giờ mà nhờ vậy. Tức là mình đó, mình cứ nói cái nhân, cái quả trước mắt trong đời này thôi. Tại vì nhân quả nó ba đời, có những cái quả nó sẽ vị lai, nhưng mà bây giờ có những cái quả nó trong hiện tại. Thì bây giờ ba đời thì quá khứ, vị lai mình chưa biết, mình không dám nói. Thôi giờ cứ nói cái hiện tại, thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ trở thành một cái nhân và cái quả trong hiện tại. Ví dụ như bây giờ nó là cái người mà thường nói dối, kiếp sau nói không ai tin, đâu cần phải đợi tới kiếp sau, nội tới kiếp này thôi.
là người ta đã không tin cái lời nói của cái vị đó rồi. Tại vì họ thường hay nói những điều không có đúng. Thật ra nhiều khi người ta nói, người ta trong cái lễ nghi truyền giới Bồ Tát ngũ giới, hồi cái nghi xưa, khi mà các ngài giải thích, ví dụ các ngài nói mình mà trộm cắp thì hiện tại đời này chúng bạn xa lánh mình, người thân sẽ xa lánh mình, người ta sẽ dị nghị cái đời sống của mình, đời sau mình đói khổ, thí dụ đó. Nhưng mà cái đời sau thì thôi mình chưa dám nói. Hoặc là đơn giản đi, thí dụ mình không có tin nhân quả, mình không có hiểu gì đó, bây giờ mình cứ thử mình đơn giản mình hiểu đi. Mình đơn giản mình hiểu coi, có phải là chỉ cần mình thường hay chôm chĩa trộm cắp, có phải là ngay trong đời này mình đã mất cái uy tín, mất bạn bè. Thành nữ mình tu tập làm sao mình, nếu mình chưa có cái nhìn xa xôi thì cứ nhìn những cái gì xung quanh, và lâu ngày mình sẽ trở thành một tập nghiệp. Nghiệp là một cái thói quen thôi chứ không có gì. Nhưng nếu mình có đủ chánh niệm thì cái thói quen đó sẽ trở thành thói quen tốt. Thí dụ như mình gặp ai mình cũng xá, dù mình đi chợ đi á, thật chứ nhiều khi mình hơi quê, nó có đâu quê đâu. Thí dụ mà mình lỡ kiểu gì đi vẫn tốt hơn là mình sống mà không biết cung kính, sống mà không biết mang ơn. Thành thử cái gì mà có thói quen tốt chúng ta gọi là thiện nghiệp, mà có thói quen xấu chúng ta gọi là ác nghiệp. Vậy thì cái đầu tiên nhất mà con người cần phải làm là bỏ ác. Vì cuộc sống này nó có hai điều ác với thiện. Thôi bây giờ thiện mình chưa làm được, nhưng mà cái đầu tiên nhất chúng ta cần phải làm đó là bỏ ác. Tại vì cái ác là cái xấu, cái ác là cái tổn hại. Phải không? Ví dụ như mình không có tiền cho người ta, cho người ta là thiện mà không có tiền cho, thì thôi đừng ăn cắp. Tại vì mình ăn cắp là mình tổn hại. Tổn hại ai? Tổn hại tài sản người khác, và tổn hại đi cái thiện ở nơi mình. Đại chúng nhớ là một khi một điều ác mà chúng ta làm, nó có hai cái tổn hại. Tổn hại cho người và tổn hại cho mình. Ví dụ như là mình làm một cái điều gì đó xâm tổn hại đến người đó, thì cái tâm thiện mình nó cũng tổn hại. Tại vì mình phải có cái tâm, mình phải có cái ý nghĩ xấu, cái lời nói xấu thì nó mới xuất ra cho cái người kia. Thì cái người kia là cái người bị mình, nhưng mà trước khi người đó bị thì ngay mình, những cái thiện lành nó tổn giảm. Thành thử nếu mình có tư duy như vậy thì gọi là thiền. Mình có thấu đáo được như vậy là thiền. Chỉ thiền là mình có một cái tư duy. Thiền được dịch nghĩa là tư duy tu. Tư duy tu là cái người đã tu cái tư duy, cái suy nghĩ của mình. Thiền được dịch là tỉnh lự. Lự là cái suy nghĩ. Mình lắng tịnh những cái suy nghĩ của mình. Thành thử mình, cái hành động của mình là cái action. Nó là cái thứ kế sau khi mình nghĩ. Tại mình tâm nghĩ thì nó mới đi tới hành động. Tâm nghĩ nó mới đi tới lời nói. Vậy thì thiền là một hình thức mình huân tập, chuyển hóa cái tâm. Làm sao cái tâm thức mình nó tỉnh thức, nó tĩnh lặng, để nó đưa tới cái hành động tĩnh lặng, lời nói tĩnh lặng. Vậy thì Bồ Tát cũng thế. Chứ Bồ Tát không có phải là cái gì mà ở trên cao mà chúng ta với không tới. Đi ngang thấy cái bác đó yếu tay, mở cái cánh cửa không nổi, mình chạy tới mình mở cửa ra cho bác đó vô. Hành động của Bồ Tát đơn giản lắm. Giày dép để trước cửa, quá chừng đi ngổ ngang lát ta té chết, sắp giày dép lại cho ngay, mặc dù không phải của mình. Nhưng mà đi ngang xong rồi sắp cái thấy, vừa sắp mà vừa thấy chà đôi này tốt quá ha. Trong hành động của Bồ Tát có một chút gì chúng sanh. Và sẵn cái giỏ chôm đôi giày vô luôn. Trước làm việc thiện, sau làm việc nghĩa. Quý hiểu ý rồi. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để rồi mình sẽ thấy cái cách tu tập. Mình làm sao mình gieo cái hạt giống thiện lành trong mình từ nhỏ tới lớn. Đừng từ nan bất cứ một việc thiện nào, dù việc đó rất nhỏ.
Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với sư Minh Liên vậy đó. Từ nhỏ, lúc Pháp Hòa nhỏ ở trong chùa, 7 tuổi đi chùa, là một trong những cái việc làm Pháp Hòa thích làm mà cho tới bây giờ là gì? Phụng sự chúng sanh. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là ở chùa là mỗi lần lễ lớn là đâu có dĩa giấy, ăn toàn là chén dĩa bình thường của mình, rửa muốn chết luôn. Quý vị biết một lần lễ Phật Đản Vu Lan là vô ăn từng bàn ăn xong rồi tuôn xuống, rồi mình rửa đợt 1 rồi đợt 2 vậy đó. Người nào ăn rồi đứng dậy đem chén xuống thế người khác luôn. Mà hồi đó chùa đâu có cái chỗ rửa chén, chỉ có cái sàn gỗ đóng ra ngoài chút ở cái bờ ao súng đó, rồi cứ múc nước lên từ cái ao đó mà ngồi rửa. Mà hồi nhỏ là qua tới lễ lớn là ngồi ở cái sàn đó. Mà trước khi ngồi là cũng khôn lắm, cũng chạy lên mấy sư đó. Thì quý sư là trước khi mà thọ trai là sẽ cúng dường xong rồi trút hết thức ăn vô cái bình bát, rồi bắt đầu trộn đều cái cơm nó lên, bắt đầu mới múc ra. Mình ăn bao nhiêu thì mình để lại trong bình bát, dư bao nhiêu thì mình đem ra ngoài, mình chia sẻ cho mọi người. Tại có thể là người ta cho trong bình bát rất là nhiều, nhưng mà mình ăn đâu có hết. Thì khi mình ăn không hết cho nên mình múc ra, mình chia sẻ cho người khác. Và mình lượng cái sức của mình, ăn bao nhiêu thì mình chừa lại trong bình bát. Vì vậy cho nên cái bình bát đó, chữ bát đó là tiếng Phạn, nó không phải tiếng Việt đó. Chữ bát là tiếng Phạn, đúng đọc là Bát Đa La, Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Đây là một cái khí cụ, một cái dụng cụ đựng thức ăn ứng hợp với cái sức ăn của mình, cho gọi là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp, không? Lượng là số lượng, khí là vật dụng. Vật dụng đựng thức ăn hợp với cái sức ăn của mình. Cho nên quý vị cầm cái bát đó, là quý vị cầm cái bát ứng lượng khí. Rồi mình đi ngang cái quầy thức ăn đó thì mình lấy sao? Lấy vừa đủ ăn thì là ứng lượng rồi chứ gì nữa. Đói mà lấy ít thì không đủ, mà lấy nhiều thì lấy dư. Thì chúng ta lấy đủ để mình ăn, gọi là ứng lượng khí. Tiếng Phạn gọi là Bát Đa La, chúng ta gọi tắt là bát. Cái tấm quý vị ngồi đó gọi là tọa cụ. Tọa cụ, tọa là ngồi, cụ là dụng cụ. Cái miếng vuông mình ngồi là tọa cụ. Tàu dịch là Ni Sư Đàn. À, người tiếng Phạn là Ni Sư Đàn. Bây giờ là mình sang Ni Sư Đàn bằng nệm có thêu nên là Ni Sư Đàn, đàn quá sang chứ còn ngày xưa chỉ là một tấm vải. À, rồi các sư mới xếp lại, đi chỗ nào dơ bẩn cần ngồi thì trải cái đó ra ngồi. Và các ngày nay á, nó là một trong những cái vật dụng mà người xuất gia đi thọ giới cũng cầm theo. Và mình người Việt mình nó thọ thôi chứ không có trì, tức là mình không có dùng tới, chỉ để trong chánh điện như thế này, mỗi khi cần thì mình đem ra. Chứ còn truyền thống Phật giáo Đài Loan Trung Hoa là có những buổi lễ là các tăng sĩ phải cầm tấm vải đó theo, đi ra tới chánh điện là bung nó ra, phủ ra lãnh lễ. Đảnh lễ xong thì cái lễ thứ ba đó, sau khi đủ ba lễ thì cứ vừa đứng dậy thì hai cái tay cầm theo cái miếng tọa cụ đó sắp xếp lại xong dắt trên tay. À, bên Đài Loan người ta vẫn sử dụng cái tấm tọa cụ đó trong cái nghi lễ của người ta. Thì đây là một trong những cái mà các người xuất gia đều phải thọ. Thọ bát, nhận cái bát, và thọ cái tọa cụ. Thì Pháp Hòa thưa là mình làm sao trong mỗi ngày mình sống là mình thấy cái việc gì thiện, dù nhỏ mình làm. Pháp Hòa nhớ sư ông Trí Tịnh, sư ông dạy, sư ông nói thấy gì thiện cứ làm, tới đâu thì tới. Việc thiện đừng từ chối, việc thiện, thấy việc thiện cứ làm, tới đâu thì tới. Và mỗi ngày chánh hạnh của mình là tụng kinh, niệm Phật, ăn chay. Cho nên thỉnh thoảng quý vị nên đọc những cái pháp ngữ. Pháp ngữ là gì? Tức là lâu lâu các ngài chư tôn đức có những câu nói. À, lúc sống thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà khi quý ngài viên tịch rồi đó thì thường những câu nói đó được gom lại in thành một quyển.
quyển sách mỏng mỏng nhỏ nhỏ vậy thôi, gọi là pháp ngữ. Ngữ là câu, lời, không có dài, không có dài. Thí dụ như Hòa Thượng Thiện Hoa, Ngài có một câu là phàm làm việc gì phải nhớ tới hậu quả của nó. Rồi, thì cái câu đó là một bài học ngàn vàng. Ngày xưa mà ông vua phải bỏ ra 1.000 lượng vàng để mua chỉ một câu nói đó thôi. À, phàm làm việc gì trước phải nghĩ tới hậu quả của nó. Không? Rồi nếu mà không phải là pháp ngữ của chư tổ thì pháp ngữ của Đức Phật. Chẳng hạn như bước vô trong chánh điện đây, ở phía sau có một câu pháp ngữ đó: chư hành vô thường, hãy nhớ tinh tấn. Thì đó là pháp ngữ đó. Mà pháp ngữ đó để làm gì? Để mình làm cái kim chỉ nam cho mình. Kim chỉ nam tức là cái bản đồ chỉ cho mình đi. Cho nên hồi mỗi người phải có một cái gì đó mình gối đầu mình. Cái câu pháp ngữ hay một quyển sách nhỏ nhỏ nào đó để mình gối đầu. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đọc cổ học tinh hoa, đi đâu cũng sách cổ học tinh hoa theo. Trong đó có nhiều câu chuyện hay. Xong rồi mình đọc xong rồi mình có cơ hội mình nghiền ngẫm cái đạo lý của nó. Thì Pháp Hòa nói là thưa đại chúng là mình trong cuộc sống mình vậy đó. Nhiều khi mình nghĩ là mình phải làm một cái gì lớn lao, không? Mình là tiểu Bồ Tát. Pháp Hòa nhớ sư bà Đức Viên á, tức là sư bà Đàm Lựu chùa Đức Viên. Sư bà nói mình không phát được nguyện lớn thì phát nguyện nhỏ. Ví dụ như là các vị nói là các vị ta phát nguyện là độ sanh, độ chúng sanh, mình không làm nổi. Thí dụ vậy đấy, mình phát nguyện nhỏ đi. Con nguyện á, mỗi ngày á, trước mắt con có việc gì cần làm được con làm, trong khả năng của con làm được con làm. Rồi bây giờ mình nguyện là hễ mỗi lần con thấy ai để đôi dép ngay xéo xéo, con sẽ chỉnh đôi dép nó ngay lại. Mình cứ đơn giản mỗi một cái việc gì nó trước mắt mình và mình thấy rằng trong khả năng của mình. Nếu con đi ngang thấy miếng rác, con sẽ lượm bỏ vào thùng rác. Tại vì mình dọn rác là dọn tâm. Pháp Hòa có làm bài kệ chùi nhà vệ sinh vậy. Dọn dẹp nhà vệ sinh như lau sạch tâm mình. Thì quý vị thấy rằng á, mình khi mình phát nguyện như vậy thì mình sẽ thấy rằng a, tại sao gọi là Phật giáo Đại Thừa, hay là tại sao trong nhà Phật có danh từ Bồ Tát? Tại vì Bồ Tát là một hữu tình sống tỉnh thức và mang sự tỉnh thức đến cho mọi người. Nhưng mà nhiều khi mình làm cái việc đó xong thì người sao, người ta đi ngang người ta thấy, ta thấy cũng hay, rồi mai mốt ta học theo cách đó. Tại có những việc làm nhỏ nhỏ mình làm, mình tưởng không ai thấy, nhưng mà có, con mình nó thấy. Cái cách sống mỗi ngày của mình á, mình tưởng đâu mình nói vợ mình vậy, chồng mình vậy, không ai biết, con mình nó biết. Và mai mốt sao nó học cái câu đó, đụng chuyện nó mới lòi ra. Mình mới giật mình, nó trời ơi, mình đâu có dạy nó. Mình dạy nó trong gián tiếp. Thấy không? Mình dạy nó trong gián tiếp. Giống như có cái chị đó và hay nói, hồi đó là chị cứ mỗi lần chị tức đứa con gái chị nói mày là con quỷ cái. Thì nó cũng nghe vậy thôi, nó không trả lời trả vốn gì hết, nó nghe vậy thôi. Thì nó hiểu trong lòng, nó thầm hiểu trong lòng đó là ai làm cái gì nó không thích thì nó được, sẽ được tặng cho cái chữ đó. Thì mai mốt má nó làm gì không đúng, nói má là con quỷ cái. Thì bà mới giật mình chứ, lúc đó mới giật mình á. Và đối với mình á, con đâu có được nói câu đó. Nhưng mà con nít nó đâu có hiểu, nó chỉ hiểu đơn giản là làm cái gì không đúng thì sẽ bị mắng bằng câu con quỷ cái, mà nó không hề hiểu con quỷ cái, con quỷ đực ra sao hết. Mà nếu cho cùng là nó nói đúng mà, tại vì mình là cái thì nó kêu con quỷ cái. Rồi nếu nó xây ba qua ba, nó chắc nó kêu ba nó con quỷ đực. Thật ra hồi nhỏ quý vị mới nhớ là trong cái phần sa di mà học vậy đó. Mình xưa xiên quét đất chùa, tuy rằng mình không thấy ai tới hết, nhưng mà cũng có thánh nhân qua. Sau này Pháp Hòa lớn, Pháp Hòa ngộ ra được cái câu đó, hiểu ra được cái câu đó, hiểu sâu hơn. Thì hồi xưa dạy nè, cần tảo già lam địa,
thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Mỗi ngày mỗi giờ xuyên quét đất của chùa là Cần Tảo Già Lam Địa. Già Lam là chùa, Cần Tảo Già Lam Địa. Thời thời phước huệ sanh, tức là mỗi khắc mỗi thời cái phước cái huệ mình nó sanh. Tuy không có thấy khách tới, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành, cũng có bậc thánh nhân đi qua. Sau này Pháp Hòa mới nghĩ, ồ, nhiều khi mình làm một cái việc thiện đó, cái người khác người ta đi ngang, người ta thấy, người ta học theo cái thiện của mình. Đó là thánh nhân chứ gì nữa. Mình làm một cái việc gì mà người khác học theo cái thiện là Bồ Tát, là thánh hiện. Nhưng nếu ngược lại mình làm một cái điều đó không tốt, người khác thấy, người ta học theo, thì tùy theo cái nhân mình tạo mà mình truyền cho người ta cái gì. Cho nên cái người ca sĩ mà hát nhạc, mà hát thật là truyền cảm, họ phải đem tất cả mọi cảm xúc của họ để họ truyền đạt trong bài hát, gọi là hát rất truyền cảm, phải không? Cho nên người nghe mới cảm nhận được. Mình có cảm người ta mới nhận, mình không cảm sao ta nhận. Cho nên mình phải có cảm mới có ứng, phải có cái chiêu cảm đó mới có ứng hợp. Mình ham tu, đạo tràng nào tổ chức khóa tu mình mới có mặt. Mà mình thật tu thì mình sẽ chấp nhận tất cả những điều lễ mà khóa tu đã quy định. Cho nên mình mà ham tu thì cái đời sống của người tu mình phải chấp nhận. Tại vì đây chính là những thềm thang dẫn dắt cho mình đi tới cái thánh quả, không có cách khác. Nói tại làm sao mà không cho con ngủ đi, cứ 4-5 giờ sáng dựng con dậy mà giờ ta ngủ ngon nhất. Nói đúng rồi đó. Giờ nào mà người ta mê chìm trong giấc ngủ thì người tu không được mê. Cho nên hễ mà ngủ mê gọi là thủy miên. Miên là một giấc ngủ. Thủy miên là một giấc ngủ mê man. Mê man cả tất cả tình thức. Cho nên giờ nào mà mình ngủ mê, thường là 4-5 giờ sáng là giờ ngủ ngon nhất. Tại đầu hôm lo lắng có thể chưa ngủ được, nhưng mà tất đầu cuối hôm rồi nó mòn mỏi rồi ngủ, thì mới vừa chợp mắt cái bon bon biểu dậy. Rồi bắt đầu bon bon tôi là chuông đại hồng nữa. Cho nên Đức Phật của mình đi xuất gia trong đêm tối, hay không? Tại vì chỉ khi nào chúng sanh chìm trong cái đêm tối đó thì cái ánh sáng giác ngộ mới lóe lên và muốn vượt ra đó. Cho nên Đức Phật vượt thành đi tu nửa đêm tâm tối. Ngày xưa Ngài Huyền Trang á, đi thỉnh kinh á, Ngài không có được sự chấp nhận của vua. Còn bây giờ quý vị coi phim Tây Du Ký mà ổng với vua mà kết thành ngự đệ á, rồi đi ra tới đầu đường rồi cái hốt miếng cát bỏ vô miếng đất bỏ vô nước, đó là phim, đó là hư cấu. Thật sự là Ngài Huyền Trang không được sự chấp nhận. Ban ngày là Ngài phải núp ở trong những cái bụi cây, rồi đợi ban đêm Ngài mới lẻn đi. Tại vì thời đó các quốc gia chưa có thông thương, cho nên một cái vấn đề mà đi qua băng biên giới của mỗi nước rất khó khăn. Cho nên cái đoạn đường đi mà một độc một mình của Ngài Huyền Trang là một người có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Còn ngày nay quý vị coi những gì trong phim Tây Du Ký tất cả là hư cấu hết. Chỉ có một sự thật là đó là Ngài Huyền Trang thôi. Nhưng mà ngay cả cuộc đời của Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký cũng giả luôn. Đó là Ngài bị thả trôi xong rồi tấp vô chùa rồi không có. Ai muốn biết mấy cái chuyện của Ngài Huyền Trang phải đọc sự thật của Ngài, chứ còn đừng có coi phim. Nếu muốn coi phim là phải coi xong rồi nghe giải thích để mình hiểu cái ý nghĩa cái bộ phim đó thôi. Họ mượn Ngài Huyền Trang để tạo thành một cái câu chuyện chuyên chở đạo lý và chuyên chở cái
những cái thế thái nhân tình trong cuộc sống. Cũng giống như Ngọc Lâm Quốc Sư mà trong cái bộ phim Tái Thế Tình Duyên, hay là trong cái câu chuyện Thoát Vòng Tục Lụy mà chúng ta đọc, Ngọc Lâm Quốc Sư là một người có thật vào thời nhà Thanh. Ngày nay công phu sáng công phu chiều mình tụng đó là do Ngọc Lâm Quốc Sư soạn đó, tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đó, hai thời công phu là do Ngọc Lâm Quốc Sư soạn đó. Và Việt Nam mình và Trung Hoa có cùng một cái nền văn hóa Phật giáo. Rồi ngài Tinh Vân á, Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn Đài Loan, ngài mới mượn Ngọc Lâm Quốc Sư để viết thành một câu chuyện gọi là Thoát Vòng Tục Lụy. Nhưng mà cái tác phẩm đó nguyên tác tiếng Hán gọi là Ngọc Lâm Quốc Sư thôi. Rồi khi Hòa Thượng dịch Ngọc Lâm Quốc Sư á, thì ngài mới sửa cái tựa lại là Thoát Vòng Tục Lụy. Và khi bộ phim đó được dựng lại ở tại Đài Loan, ngay cái chùa của tác giả, đó là Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, và bộ phim đó được đặt tên là Tái Thế Tình Duyên. Thì trở lại, thì Pháp Hòa xin nhắc là tất cả những hạnh cách sống của mình, dù nhỏ nhỏ nhưng tích lũy nó sẽ thành một cái lớn. Quý vị thấy một ngôi chùa to, một bất cứ một cái công trình nào to lớn, nó cũng phải xây dựng từng mỗi viên gạch. Một công đức đồ sộ, nó cũng tích góp bằng những cái công đức rất nhỏ nhoi. Và công đức nhỏ nhoi đó, như nãy giờ Pháp Hòa thưa vậy, rửa cái chén, sắp đôi giày, khép cái cửa, đừng thở. Mình nghĩ là tôi phải làm việc lớn thôi, nhưng mà có những việc nó rất là lớn. Thí dụ mình thấy cái chỗ đó là tuyết, nước nó đông lại, người ta trơn, lấy miếng cát rải lên đó để người ta khỏi trơn, đó là việc lớn đó. Tại vì nếu việc lớn, việc nhỏ này mà không làm thì sẽ có người sanh chuyện lớn, người ta đi, người ta té, ta gãy tay, gãy chân, lỗ đầu, chảy máu. Thì đây, đó, rải miếng cát lên cái chỗ đá băng đó thôi, cho nó là việc nhỏ, nhưng mà thật sự nó là việc lớn. Gì? Mình đã ngăn cái nhân, mình đã nhân cái quả liền. Bồ Tát sợ nhân mà, thấy không? Ngay cái nhân này có thể tạo cho người khác bị té nè, thì mình dừng liền để đừng đem tới cái hậu quả sau. Có những cái nhân mình tác rất nhỏ nhưng cái quả nó rất to, phải không? Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là thấy cái nhân, là cái nhân làm nhỏ nhưng mà các ngài thấy được cái hậu quả lớn của nó. Cho nên cái việc làm thiện rất nhỏ nhưng biết đâu chừng nó mang lại lợi ích rất to. Như là cái vị đó cho em bé kia một ly sữa khi nó bị người ta đánh, vì nó đói khổ quá, nó ăn cắp một ly sữa nó uống, thì bị cái người chủ đánh nó quá trời. Sau khi phát hiện ra nó, thì cái người kia đi tới hỏi tại sao đánh đứa nhỏ, nó tại nó ăn cắp ly sữa của tôi. Thì ông này chẳng những cho trả tiền cái ly sữa đó xong, còn cho đứa nhỏ đó uống những ly sữa nào nó cần. Vậy thôi, rồi mạnh ai nấy đi. Mười mấy năm sau, một bệnh nhân nằm trong bệnh viện không có tiền trả cái bill bệnh viện đó. Thì một ông bác sĩ bước tới. Thì ông bác sĩ đó nói: ông đừng lo cái viện phí của ông nữa, cái viện phí của ông đã được trả bằng ly sữa của 15 năm trước. Thì đứa nhỏ đó là ai? Đó là bác sĩ. Một ly sữa cứu sống đứa nhỏ đó, và nó nhớ cái ơn đó, và sau này nó trở thành bác sĩ. Và nó đã nhận ra được cái ân nhân của nó ngày trước, bây giờ là một bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện đó. Cho nên nó trả bệnh viện phí đó. Đó là một câu chuyện rất hay. Và chúng ta phải nhớ rằng có những việc rất nhỏ chúng ta làm, nhưng chúng ta đâu có biết được cái thiện sự, cái kết quả rất lớn. Một ngày, một giây, một ngày quý vị ngồi thiền 20 phút, quý vị tụng một thời kinh 20 phút, quý vị đâu thấy gì đâu. Nhưng mà khi đụng một cái chuyện to lớn, tự nhiên mình thấy trời ơi, sao mình nhẫn được hay quá vậy, hồi trước mình không có được vậy đâu. À thì ra nhờ mỗi ngày mình tụng 20 phút kinh, đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao,
chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Nhờ mình đọc những cái lời kinh nó thấm, nhờ mình ngồi thiền mỗi ngày 15 phút tâm mình nó tỉnh, ngồi nhờ mình niệm Phật liên tục, cho nên tâm mình giây phút nào câu niệm Phật cũng luôn luôn. Dù mình không khởi niệm mà niệm niệm nó vẫn đi ra. Tự nhiên bây giờ người ta nói gì mình, sao tự nhiên mình không có còn nóng nảy như ngày trước. Thì biết cái quả, cái kết quả nó có mặt. Giống như người ta uống thuốc tỏi. Uống thuốc tỏi mỗi ngày uống chút thì thấy cứ uống bình thường vậy thôi. Vậy mà sau cái mùa đông đó người ta ấm áp trong người, ta không bị cảm như mấy năm trước nữa. Thí dụ vậy. Vì vậy cho nên có những người mà sau này người ta đi tìm về những quốc gia, bắt đầu người ta phát hiện ra nào là nghệ nè, của những quốc gia mà sử dụng nghệ nhiều nè. Người ta đi tìm ra ở bên Tây Tạng sao có nấm sữa tuyết nè, người ta uống cái gì, người ta ăn cái gì. Những cái quốc gia đó mà người ta có một sức khỏe như vậy thì người ta phát hiện ra. Ngày nay bây giờ người ta biết được nè, trái măng cụt của mình nè, trái gất của mình nè, toàn là những vị thuốc. Rồi người ta tìm ra được cái cây lá chùm ngay. Lá chùm ngay nó có thể tạo ra thuốc uống. Thí dụ vậy, cho nên nhờ người ta bình thường đó, ngày nào ta cũng ăn cái lá chùm ngay nấu canh bình thường mà ta có sức khỏe, tự nhiên ta phát hiện ra. Thì ở đây Pháp Hòa cũng ví dụ giống vậy. Mỗi ngày mình mà làm một cái việc mình thấy đâu có bình thường, nhưng không ngờ kết quả vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ xin hoài, ai thương em cho em 15 phút mỗi ngày tu tập, còn thương dữ nữa cho 30 phút. Chỉ cần một ngày đại chúng cho Pháp Hòa 30 phút quý vị tu tập, ngồi thiền cũng được, tụng kinh cũng được. Khi nào mà quý vị giải đãi lười biếng, nó thôi mình đi tụng kinh cho thầy đi, tụng kinh cho thầy 30 phút, đi ngồi thiền cho thầy 30 phút. Hay là mình, nếu mình thương toàn thể, mình nói thôi mình đi ngồi thiền cho chư tăng. Chư vị nào mà đã đem hết tâm lực hoằng pháp hướng dẫn cho mình, mình nghe quá trời pháp thoại của quý ngài. Mình nghe, đi tham dự bao nhiêu khóa tu, không lẽ các ngài, các vị phục vụ cho mình suốt mấy ngày tu, từ các vị diễn giảng cho đến những vị phục chấp lao phục dịch cho mình, mình nhận bao nhiêu cái ân tình, không lẽ ngày mình 30 phút không có. Mình nghĩ như vậy cái tự nhiên sách tấn mình lên. Thì nếu mình làm được như vậy đó, trọn nó vừa khởi lên cái gì nó hơi mé mé chút thì trọn vẹn nó lại, thì gọi là ba lá mật. Cho nên mình đem cái mình được cái đó rồi thì mình cũng muốn cho người khác cũng được. Đơn giản vậy đi. Cứ hễ cái gì mình có được, mình cũng muốn người khác cũng được. Thì trong đó có gì? Cái gì là ba la mật? Như là bố thí, như là trì giới, chia sẻ. Mà chia sẻ thì không phải chỉ có vật chất. Bố thí nó có nhiều cách thí lắm. Ngay cả mỗi sáng mình gặp nhau, mình niềm mỉm cười là cũng thí rồi đó. Cái đó Phật gọi là nhan thí. Dung nhan á, nhan là dung nhan, nhan thí. Gặp nhau ánh mắt nụ cười, sáng gặp nhau cái mình nhìn sao cái đó, trời ơi bùng một Tết gặp người này chắc không dám. Nếu mà mình gặp mình làm sao mình hoan hỷ vui vẻ gặp nhau, người ta nói sáng mùng một tôi thích gặp người này. Cho nên nhan thí, cho nên là Đức Phật dạy mình là trong cái bố thí nó không phải chỉ có tiền của. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý. Rồi chi tiết nữa là trong cái tài thí nó có nội thí, có ngoại thí. Nội thí là giống như mình tặng gan, tặng phổi mình cho ai khi người ta cần, đó là nội thí, mình hiến tạng. Còn ngoại thí là mình có thể cho được người ta những cái của cải vật chất, mà trong đó có những cái gì chỉ như là ánh mắt, nụ cười, lời chào hỏi, ngôn thí. Ngoài nhan thí có ngôn thí. Ngôn thí là gì? Là những cái ban cho bằng ngôn từ lời nói. Thí dụ người ta hỏi chị có biết cây chổi để đâu không? Em cũng không biết nữa, để mình đi tìm thử coi. Tức là mình cũng thiếu gì cách mình nói. Tôi có ở đây đâu biết. Thì cũng là một câu.
Nhưng mà tự nhiên sau một câu đó nói dạ em cảm ơn và người ta không bao giờ dám hỏi gì nữa hết. Thấy không? Cũng là một cái câu trả lời, nhưng mà có rất nhiều cách trả lời mà để người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Tại sao mình không nhẹ nhàng được như vậy? Chính chúng ta, nơi nội tâm mình, nó không có sự nhẹ nhàng, cho nên nó mới phát ra cái không nhẹ nhàng. Và tự nhiên mình như vậy có tội không? Không gì hết. Nhưng mà người ta gặp mình người ta né. Thì Đức Phật mới nói trong cái bài Kinh Soi Gương á, vì những lý do nào mà một người không được người khác tới gần và nói chuyện? Thì mình hãy nhìn lại, có thể vì mình chỉ biết thích khen mình và chê người. Có thể vì mình hay câu có quạo quọ, và từ câu có mình sẽ nói lên những lời câu có. Đức Phật đưa ra một lô những lý do nào mà một người không ai tới. Tại vì mình phải nhìn lại, vì sao mà tôi không ai tới gần và thích nói chuyện với tôi? À, bài kinh đó được Ngài Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Kinh đó gọi là Kinh Soi Gương. À, đó là một bản dịch. Còn quý vị tìm ở trong tạng thì quý vị phải tìm là Kinh Tư Lượng. Tư là tư duy, lượng là so lượng. Mình hãy so lượng và tư duy, không phải để so sánh hơn thua, mà ở đây so sánh để mình thấy được tại sao người đó được bao nhiêu người thương mến, còn mình thì bao nhiêu người xa lánh. Và cuối cùng kinh dạy, nếu mình nhìn trong một bát nước, một tấm gương mà thấy mặt mình bị lem thì mình phải chùi. Còn nếu mình thấy mặt mình sạch thì mình phải hoan hỷ và thấy rằng mặt mình rất sạch. Người tu cũng thế, nếu thấy mình nhẹ nhàng, an lạc thì tốt lắm. Tôi phải cần tinh tấn thêm nữa để giữ được như vậy. Còn nếu lem luốc thì mình nói tôi phải cần tinh tấn để lau chùi. Thấy người kia như vậy, tôi nguyện không làm như vậy. Tại vì tôi thấy bao nhiêu người không thương người đó, thì tôi cũng phải làm không làm như vậy để tôi không bị người khác không thương. Thỉnh thoảng phải đọc cái kinh đó. À, muốn dở trong lên Google bấm Kinh Tư Lượng cũng có, còn không bấm Kinh Soi Gương thì những bài kinh đó có mặt. Vậy thì mình đọc cái kinh đâu phải để mình trả bài với Phật, phải không? Mình đọc kinh để mình thấm được lời đó, và mình đọc kinh là mình Phật học, rồi mình ứng dụng những cái lời kinh đó gọi là học Phật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. À, trì là giữ, trì giới nghĩa là giữ giới. Mà trong khi mình trì giới đó, và nếu người nào có trì giới đó thì người ta sẽ hiểu được cái tính linh động của giới. Hay là ngay cả nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì là mình theo cái mình hiểu là gì? Nhẫn nhục là nhịn nhường. Nhưng mà mình nếu một ngày nào đó mình nhịn không nổi nữa thì mình sẽ nói. Thì thí dụ như trong trường hợp trong cuộc sống hàng ngày á, có những điều mình bất đồng, mình muốn nói, cũng ai cấm, tại nếu điều đó cần phải được nói. Nhưng ở đây nó đòi hỏi chúng ta là trong khi chúng ta tư duy đầy đủ thì chúng ta sẽ bày tỏ những cái điều mình không đồng tình bằng một phương pháp ái ngữ. Tại vì khi chúng ta không đồng ý mà mình muốn người ta lắng nghe mình, thì cái lời nói đó phải được nói như thế nào để người khác tiếp nhận và nghe theo. Thường thường mình nói là mình muốn người ta nghe. Vậy thì tại sao ngay bước đầu mình không nói sao cho người ta dễ nghe? Đó, mình nói sao để người ta gây một trận rồi bắt đầu người ta không nghe luôn. Thành thử mình lỗ lã. Vậy cái này mình phải suy nghĩ lại. Mình nói là mục đích muốn người ta nghe lời. Vậy thì tại sao mình không nói cái gì để người ta có thể chịu nghe mình hơn là người ta cãi mình? Chữ cãi là người ta muốn đổi lại mình nói vậy ta muốn ngược lại. Thành thử ra bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Không, mình học mấy bữa hôm qua là tinh tấn, ngược lấy giải đại. Thiền định, trí tuệ. Đó là sáu ba la mật ha: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.
Rồi bây giờ bốn cái nữa nè. Lục ba la mật quý vị thường nghe nhất, sáu ba la mật. Cho nên Bồ Tát á, là người các vị sẽ nương vào sáu pháp này. Cho nên thỉnh thoảng mình thấy có nhiều chùa người ta làm sáu cái cửa, hay người ta xây một cái tòa nhà nào đó người ta làm sáu cái cột. Thường thường con số sáu đó người ta hay lấy ví dụ, lấy cái biểu tượng của lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Có những ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa mà ở bên những quốc gia mà người ta có rộng đất á, Đài Loan, Trung Hoa rồi, ta làm những ngôi chùa quý vị phải đi vô sáu lớp cửa, sáu cái cổng mới đi tới Phật. Thì người ta muốn biểu tượng, người ta muốn nói với mình rằng Bồ Tát hạnh là một trải qua đi tới quá trình, và quý vị đi ngang ta sáu cái cửa đó. Cũng giống như ở bên Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, Hòa Thượng làm tám cái tháp. Ở chỗ kỷ niệm Phật Đà xây một bức tượng Đức Phật Thích Ca cao 108 mét, rồi xung quanh dọc theo hai bên, mỗi một bên bốn cái tháp. Bốn cái tháp mà hai bên như vậy là tám cái tháp. Hòa Thượng muốn nói tới bát chánh đạo, và trong mỗi cái tháp đó được sử dụng cho một việc của chùa. Pháp Hòa nhớ trong đó, trong tám cái tháp đó có một cái tháp ở dưới cái tháp nó cũng bự như thế nè. Làm gì biết không? Làm cái ho để dành chuyên môn tổ chức lễ thành hôn cho Phật tử, và trang trí sẵn luôn một cái không gian đám cưới. Cho nên ai muốn thành hôn lên chùa ghi danh xin được tổ chức là sẽ được mang ra đó tổ chức, khỏi cần phải tổ chức chánh điện, sẵn luôn trang trí rồi, sẵn hết rồi, vô là làm lễ thôi. Thành thử ra người xưa các vị người ta hay có một cái ý, tại sao người ta làm này kia bằng con số này con số nọ để biểu tượng, để nhắc nhở. Thì lục độ tức là sáu ba la mật. Còn sáu cái đứa nhỏ mà nó leo lên Phật Di Lặc, nó móc tay móc miệng, nó không phải lục độ, nó là lục đục. Nó là gì? Nó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là sáu cái căn mà ở nơi mỗi con người chúng ta đều có. Và chúng ta sẽ có sáu cái gì? Sáu cái đối tượng của sáu căn. Và nó hay quấy rầy mình. Mình cũng có con mắt để nhìn, nhưng nếu mình biết nhìn thánh thiện, thông cảm thì sự việc nó nhẹ nhàng. Còn nếu mình nhìn bằng một cách không thông cảm và hay móc méo mó thì tự nhiên có chuyện để mình nói. Thì cũng là con mắt này, nhưng nếu con mắt này biết nhìn để thông cảm thì tự nhiên bao nhiêu lời thương yêu nó có mặt. Nhưng nếu con mắt này mà nhìn méo mó, soi mói thì cũng biết bao nhiêu chuyện ra để mình nói. Có phải không? Cho nên Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho một con người hoan hỷ, cười vui tối ngày. Và vì sao? Vì Ngài lấy sáu căn đó, Ngài tu. Tu không có ngoài sáu căn. Cho nên có một vị tổ nói: dục hữu nhất thừa, dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Nếu muốn đi tới được cái chỗ tuyệt diệu của đạo đó, thấy không? Tuyệt diệu của đạo đó là đi đến một cái chỗ nhất thừa Phật đó, đi tới chỗ thành Phật đó, thì đừng có ghét sáu căn sáu trần. Tại vì nếu sáu căn sáu trần không có thì lấy gì mình chuyển hóa mình tu? Cho nên mình cũng là có sáu căn, đối tượng của nó là sáu trần. Nhưng nếu nó chỉ là mình nhìn nó là nó thôi, mình không bị ảnh hưởng gì hết, thì nó mãi mãi nó không làm gì được mình khổ hết. Đó, quá hoài hay ví dụ. Bây giờ ví dụ như bây giờ đại chúng không có thích mình ăn chay rồi, mình không có ăn mặn. Bây giờ mình đi ngang bao nhiêu cái quầy người ta bán thức ăn mặn rất là thơm ngon, nhưng mà không ảnh hưởng gì mình hết. Mình vẫn đi ngang, mũi mình vẫn ngửi được cái mùi đó, mắt mình vẫn thấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì mình hết. Chứ đâu phải nói tu rồi móc mắt cất đi để không thôi. Nhưng mà nếu trong kinh mà nói những câu như vậy á, nếu trong kinh mà nói là móc mắt ra rồi thẻo tai rồi cho là gì biết không? Hãy lấy ra cái nhìn sai lầm, hãy cắt đi cái lỗ tai thường hay nghe thị phi. Chỉ khi nào mình móc được cái đó ra, thẻo được cái tai đó, thì mình mới tăng tiến trên cái đường tu tập của mình thôi.
Cho nên trong kinh hay nói gì đó, móc mắt rồi thẻo tai rồi vậy đó, gia tài có một cặp mắt móc rồi lấy gì nữa tu. Cho nên không phải, dục thú nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ố hoàn thành chánh giác, hoàn đồng chánh giác. Tức là mình trở lại, mình nhận ra được cũng con mắt này, nhưng mà hồi xưa mình hay nhìn méo mó, bây giờ nhìn ngay thẳng, nhìn thông cảm. Và con mắt này bây giờ để coi kinh, coi sách, coi những gì thiện lành, nó tăng trưởng chứ có sao. Nha, cho nên sáu độ rồi ha, bây giờ bốn độ nữa là thành thập độ nè. Độ thứ bảy là gì? Phương tiện. Phương tiện, mà phương tiện này là phương tiện tới cái chỗ viên mãn. Thế nào gọi là phương tiện? Ví dụ như mình có cái phone, thì mình biết cái phone là một phương tiện. Phương tiện để mình giao tiếp, phương tiện để mình liên lạc. Nhưng mà có những lúc chúng ta phải nhẹ nhàng với nó, vì nó chỉ là một phương tiện, chứ nó không phải là cái cứu cánh. Phương tiện với cứu cánh là hai cái. Cho nên nó có nhiều chùa, người ta để thí dụ như chùa đây có hai cửa vô đi, có nhiều khi người ta để bên này là cửa phương tiện, cửa cứu cánh, là người ta muốn nói cho mình đến hai cái phương diện tu tập. Trong cuộc sống của mình có những cái mình làm thì mình biết đây chỉ là phương tiện thôi, mà đã là phương tiện thì không phải cứu cánh. Đừng để nó lôi mình, đừng để nó đắm chìm mình. Ví dụ mình ăn là phương tiện, sự sống của mình để tu là cứu cánh. Mặt là phương tiện che thân, tại con người mình có tàm quý, vì tàm quý cho nên phải mượn cái này. Cho nên cái này gọi là y phục. Y phục là gì? Là cái quần áo mình nương vào nó, nương vào cái áo này để che thân, nương vào cái áo đó để che thân, để chúng ta đừng có lộ liễu cái thân tướng thô kệch của mình. Vì vậy chỉ có chúng ta con người, chúng ta có biết tàm quý, biết quê, biết mắc cỡ, cho nên mình che thân. Vì che thân cho nên quan niệm của Á Đông là phải kín đáo. Vì vậy mà qua tới Phật giáo sang tới nước phương Đông như Việt Nam, Trung Quốc thì bắt đầu phải chế ra những cái áo gì để che thân khi vào trong cái chỗ trang nghiêm. Cho nên cái áo tràng này là do mình chế, chứ Phật không có biết cái áo này ra là áo gì. Áo này là mình chế theo cái phong cách của người Á Đông mình, vì mình luôn luôn kín đáo. Cho nên nó là phương tiện. Ví dụ như là đặt ra một nội quy, nó là một phương tiện để giữ mình. Nhưng mà quý vị theo nương được cái phương tiện đó để quý vị đến được cái cứu cánh. Thí dụ như 4 ngày nay quý vị không có phone, ngày đầu khó chịu lắm, ngày thứ 2 khó chịu hơn, ngày thứ 3 quằn quại, ngày thứ 4 hạnh phúc quá. Nhưng mà sau khi mà mình phương tiện là mình bị giữ cái phone, nhưng mà sau khi mình vượt được 4 ngày này rồi, mình thấy trời ơi, không ngờ hồi nào giờ mình nghĩ mình không thể sống nổi ngoài cái phone, cuối cùng mình cũng survive, mình cũng sống được 4 ngày không có phone. Và cái cứu cánh của mình là 4 ngày nay mình đã vượt được, mình không có bị những cái duyên bên ngoài nó kéo lôi. Mà thậm chí cho dù người ta có cho mình dùng cái phone, trong nội quy vẫn để xin các vị hạn chế dùng phone, chỉ sử dụng khi nào thật cần thiết. Bây giờ thí dụ bây giờ nếu như mà bây giờ nếu như mà bây giờ mình bị cất cái phone, nhưng 4 ngày nay lúc nào mình cũng nhớ tới cái phone, thì mình không phải là người biết sống một mình. Mình đang sống với cái phone. Cho nếu mình ngó nghĩ chuyện này nữa, thì dù mình ở trong cốc một mình, nhưng mà mình thật sự không một mình, vì mình đang ở sống với một hai mình, ba mình, bốn mình, mà những cái mình mà mình suy nghĩ tới. Cho nên Đức Phật nói như ở một mình chúng chưa chắc là người biết sống một mình. Khi nào tâm tư anh thanh thản, không ràng buộc của quá khứ, của vị lai, của hiện tại, bất cứ một việc gì đó, dù anh sống đông người mà, nhưng mà anh vẫn là người sống một mình. Cho nên những nội quy đặt ra là gì? Là phương tiện ngăn chặn mình để chúng ta đi tới cái chỗ cứu cánh. Vậy thì chữ giới, chữ giới là gì?
Giới được dịch nghĩa là thiện trị, giới luật được dịch nghĩa là thiện trị. Lấy cái điều thiện để trị cái xấu. Ví dụ, không trộm cắp. Không trộm cắp là lấy cái không trộm cắp để trị cái trộm cắp. Nhưng mà nếu mình nói khơi khơi thì người ta đâu có ai, ta không có không phát nguyện thì nó lỡ mình chôm cái nó sao chuyện cấp, tôi đâu có hứa hẹn gì đâu. Tôi đâu có phát nguyện gì đâu. Nhưng mà giờ mình là trước Phật mình nói con nguyện không gian tham trộm cắp. Thì lỡ mình vừa khởi tâm cái mình ngỡ nhớ mình đang nguyện không gian tham trộm cắp thì không lấy. Nhưng mà lỡ có bốc vô rồi, đi ra tới cửa rồi cái tự nhiên nó cũng tàm quý, nó mình đã nguyện không gian tham trộm cắp rồi thôi quay vô trả lại. Tức là mình có cái nguyện rồi thì nó vẫn có cái sự tích cực hơn. Cho nên mình làm cái gì mình phát nguyện là, tại sao phải nguyện? Nguyện là cái lực, nó sẽ đưa mình đi xa hơn, nó giúp cho mình thăng tiến hơn. Cho nên giới luật được dịch là thiện trị, lấy cái thiện để trị cái bất thiện. Giới là phòng phi, phòng ngừa cái lỗi, để mà chỉ ác. Chỉ ác là để dừng cái ác, cái xấu. Ác là cái tội, phi là cái lỗi. Cho nên lỗi mà không trừ á thì tội nó ngay chân. Cho nên gom nhiều cái lỗi nó thành một tội. Mình đi đường mình lỡ mình đụng người ta lỗi thôi, nhưng cố ý xô người ta mới tội đó. Cho nên ví dụ lỡ đụng người ta mình nói xin tội hay xin lỗi? Xin lỗi thôi chứ tôi đâu cố ý. Không, tôi không cố ý cho nên đụng lỡ đụng ta, ôi xin lỗi chị em không thấy. Đó là gì? Mình sơ ý. Cho nên cái gì mình sơ ý làm thì gọi là lỗi. Mà cái gì mà chúng ta cố ý làm thì gọi là tội. Vậy thì đại chúng nhớ, chuông là phương tiện. Tại vì phương tiện sao? Mình không có cái thống nhất để lại, cho nên lấy cái tiếng chuông bon để chúng ta quỳ mọp xuống. Rồi lấy cái tiếng này là một phương tiện để chúng ta biết cái signal đứng dậy. Rồi đại chúng ồn quá mà không biết làm sao cho mọi người im nữa. Xin nói, xin đại chúng giữ im lặng mà mình nói nhỏ hơn người ta nữa. Thì bắt đầu mình thỉnh một tiếng chuông lên. Đại chúng nghe tiếng chuông, đại chúng giữ im lặng. Thì tiếng chuông này là phương tiện đưa tới cái cứu cánh là mọi người nghe được tiếng chuông tĩnh lặng. Tiếng mõ là phương tiện. Tại vì ở dưới này nhiều mõ tụng quá. Mà mạnh mõ nào nấy vang. Mõ nhanh, mõ chậm, mõ cao, mõ thấp. Cho nên tiếng mõ giữ điều, giữ nhịp. Tiếng mõ là một phương tiện giữ nhịp cho đại chúng trì kinh. Tại vì mình tụng kinh theo bắc truyền, tụng kêu theo đa âm. Đa âm là nhiều giọng. Vì nhiều giọng cho nên chúng ta phải có một phương tiện để dẫn âm. Còn nếu tụng theo nam truyền thì đơn âm thôi. Nam mô tát sa bạc ga pa tô a ra ha tô. Nó cứ nghệ vậy, nó có âm vậy thôi. Giống như bên khất sĩ tụng kinh vậy đó. Lễ Phật kinh lại Phật từ bi cứu tế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Bon. Xuất xả. Sao mình tụng vậy cho nên dễ tụng, không cần mỏ, ai cũng quyền một nhịp vậy. Còn đây là chí tâm đảnh lễ. Nhiều mới chí thôi lại dưới đây bắt chí quá trời luôn. Chưa biết ông thầy ông chí gì nữa. Chưa biết ông ở trên ông chí mén chí đực gì vậy. Ông thầy mới vừa bắt chí cái dưới này bắt chí quá trời. Cho nên cái nguyên tắc tụng kinh trong trong các chùa Bát Tông cũng vậy. Thầy ông sướng chí tâm đành lễ thì đại chúng phải giữ im lặng bốn chữ đầu. Để làm chi? Để mình bắt nhịp. Mình coi có ông tụng tông nào. Phải không? Rồi cái vị mà thỉnh chuông người ta cũng đi theo cái nhịp đó. Thì cái vị đó vừa nói chí tâm đành lễ thì dưới này mình mới nam mô. Trời ở trên này mới vừa chí, cái này vừa ôi dạ trời. Ở dưới này là bắt liền, chiều khi mình đi lên bị mình lướt luôn ông chủ lễ nữa.
Vậy thì cái chuông, cái mõ là phương tiện. Cái mõ là phương tiện giữ nhịp cho đại chúng, chứ nó đâu là gì đâu. Và vì nó là phương tiện cho nên cái người thỉnh mõ phải biết sử dụng nó. Lúc nào cao, lúc nào thấp. Đại chúng người ta tụng đều hết rồi, tiếng mõ mình nhỏ xuống. Thứ nhất làm chi? Để mình đỡ mỏi tai. Thứ hai là không chát, không chát Chúa. Cho nên đại chúng tụng đều hết rồi, cái này mình tụng nhịp nhịp lâu lâu, cái dưới này mình thấy nó hơi loáng choáng là tiếng mõ lên. À, lên để cho người ta nghe cái tiếng mõ, ta bắt nhịp, ta tụng lại. Cái đó gọi là gì? Thăng trầm, trầm bổng. Tụng kinh phải có trầm bổng, không có du dương. Không? Nhưng mà mình tụng xong rồi, mình tụng mình phát cái âm xong rồi, nó có cái hưởng, âm hưởng. Âm hưởng là sao? Ví dụ nè, Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là hưởng đó. Thì mình tụng kinh nghe vậy, nó đã tụng thì phải có âm hưởng chứ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không âm hưởng gì hết. Thế là mình tụng kinh cũng phải lựa người tụng, lựa người hướng dẫn kinh tụng cho hay. Không phải là để mình khoe khoang, nhưng mà vì đó là một buổi lễ. Và nếu mà mình biết cách, từ âm điệu cho đến nhạc lễ pháp khí, sử dụng đúng mức, buổi lễ trang nghiêm. Mà đại chúng sử dụng đúng mức. Không phải anh cầm cái chuông rồi anh lợi dụng cái chuông, anh muốn dện đâu dện, thành thử ra buổi lễ nó thôi ben suốt lễ. Còn cái anh thỉnh mõ là anh chan chát. Không phải vậy đâu. Người thỉnh chuông thỉnh mõ phải rất là linh động và biết cách sử dụng. Thành thử ra cái người thỉnh chuông gọi là duy na, là cái người giống như là giữ cho cái buổi lễ đó. Giống như, xin lỗi, giống như cái người MC vậy đó. Duy na giống như MC vậy đó. Buổi lễ có hay hay không, có linh động, có nhịp nhàng hay không là do MC. Cái quy định chương trình là như vậy đó, nhưng mà MC phải biết giờ giấc. Có thể cắt bớt, có thể làm gọn. Và thậm chí hết giờ rồi thì MC phải rút làm sao buổi lễ bắt đầu gọn lại và không màu mè, không dài dòng. MC rất quan trọng. MC soạn rất nhiều bài để mà dẫn lời, nhưng mà mình biết rằng giờ hết giờ rồi, bớt lời lại. Thí dụ như hôm nay mời MC mời thầy lên giảng chủ đề vô thường, thì MC chỉ nhẹ nhàng và gọn gàng vài câu thôi. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đủ duyên lành được thầy giảng sư gì đó ha, đến đây thuyết trình với bài pháp thoại vô thường. Đại khái vậy được rồi. Dạ kính thưa đại chúng, đề tài hôm nay là vô thường. Vô là gì? Vô là không, thường là còn. Ông nói một hồi cái ông thầy cũng nói, dạ tôi hết gì để giảng rồi. Tại MC nói hết rồi. Hiểu ý không? Đó. Tới mình làm MC, mình cũng phải hiểu được cái vị trí của mình. Không phải mình lên MC, cho nên rất quan trọng. Đó là nghệ thuật á. Thì chủ lễ cũng như vậy. Chủ lễ cũng phải có nghệ thuật làm chủ lễ. Chủ lễ phải linh động thời gian, chứ không phải lên cầm cái microphone rồi là bắt đầu nhắm mắt nguyên cái bộ kinh vậy, kệ hết giờ kệ, tôi phải tụng theo kiểu tôi. Thì dưới này là mình tụng, nhưng mà bắt đầu ở dưới này tâm người ta hết tịnh, thì người ta thấy giờ giấc nó đã sát nút rồi. Nhất là những cái tang lễ ha, mà người ta kỵ kiêng cái giờ đưa đó. Trời ơi, mình cứ nhắm mắt mình hoài, cái chủ lễ nó, thầy ơi ngắn ngắn giùm con được không, qua giờ lành rồi. Thì thưa đại chúng, là cái phương tiện là vậy đó. Tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc sống này nó là một phương tiện, nhưng chúng ta phải là người hiểu phương tiện để sử dụng phương tiện. Thí dụ mình hiểu được xe là một phương tiện thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc xe đó đúng mức. Cái thân này là một phương tiện, vì nó cũng kết thúc một ngày nào đó thôi, mà không biết lúc nào.
Một giây phút nào chúng ta nhắm mắt chúng ta chết, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Sẽ có một ngày mình sẽ đi kiểu đó. Nhưng mà cái vô thường trong cuộc sống này nó sát na vô thường, nó vô thường trong tích tắc. Làm sao mình biết được cái next minute, cái giây phút kế nữa là như thế nào? Vì vậy cho nên, vì nó có thể vắng bóng lúc nào cũng được, giống như bóng đèn vậy thôi. Mới thay thật đó, nhưng mà bật cái công tắc lên tự nhiên nó cháy, nó tắt, nó đứt cái bóng đó đi. Vì cho nó phương tiện. Nhà Phật đó, làm gì cũng lý sự. Lý thì như vậy, sự là như vậy nè. Phương tiện cứu cánh. Sanh tử niết bàn. Sanh tử niết bàn nó không có xa. Nếu mình để cho nó trì trệ, nó làm khổ mình thì là sanh tử. Nhưng mình tự tại với sanh tử thì là niết bàn. Phiền não với lại niết bàn nó cũng xa. Và niết, khi mình đang giận thì là phiền não, mình hết giận thì là niết bàn. Cho nên nó cũng là một thôi. Nó là một chứ nó không có xa. Cho nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện. 7 cái ba la mật rồi. Cái ba la mật thứ 8 là gì? Đại nguyện. Đại nguyện tức là cái nguyện của mình nó lớn. Nhưng mà lớn ở đây là gì? Không phải lớn cái size, mà lớn cái tâm hạnh. Thí dụ như mình nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha là lớn đó. Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn. Vậy Bồ Tát lớn này là Bồ Tát 200 kg hả? Hay Bồ Tát cao mấy thước sao? Không. Bồ Tát, cái chữ lớn ở đây nó không nghĩa, nó không có cái nghĩa hạn hẹp theo cái nghĩa thường hiểu của mình là lớn, là bự, là big, là cái theo cái size, mà cái lượng của tâm. Cái đó mới quan trọng. Cho nên Ma Ha Tát mình hay niệm cuối cùng á, Bồ Tát Ma Ha Tát, chữ Ma Ha là rộng lớn. Nó rộng mà nó phải lớn nữa thì mới gọi là Ma Ha. Cho nên Ma Ha Bát Nhã đó, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ này nó trùm khắp, nó rộng lớn hơn những cái trí tuệ thường tình của thế gian. Trí tuệ này thấu đáo được các pháp. Thấu đáo cái gì? Sắc là không, không là sắc. Thọ là không, không là thọ. Tưởng là không, không là tưởng. Cho nên mới gọn là sắc là không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rồi bắt đầu mới nói thọ, tưởng, hành thức cũng như thế. Còn nếu mà nói cho đủ để mình hiểu là sắc là không tức là sắc, sắc tức là không, thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng tức là không, không tức là tưởng. Nhưng nói vậy nó dài dòng quá, ta nói một cái ví dụ thôi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rồi mới lấy 4 cái kia, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Tức là cũng theo cái công thức đó mà quán. Để thấy gì? Thấy cái có đó đừng có dính. Tại vì cái có này là tạm có, chứ nó không thật có. Nó là duyên sinh. Mà có cái trí tuệ đó rồi thì sao? Mình không còn khổ đau. Không còn khổ đau mà biết rõ khi nó có, và hiểu tận tình và nhẹ nhàng khi nó tận. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, bát nhã, trí tuệ, phương tiện, đại nguyện. Bên đối cạnh đại nguyện có đại lực, đại trí. Đó là mình gọi là 10 cái ba la mật. Vậy thì khi nào chúng ta có được một cái ba la mật nào, chúng ta cũng muốn người khác cũng được cái đó. Ví dụ như mình biết cách nấu cái món chay nó ngon, mình chỉ người ta nấu, chúng ta nấu ngon giống mình. Đó, đơn giản. Tôi không biết làm việc lớn, tôi biết nấu ăn, tôi chỉ nấu ăn. Tôi biết làm món này, tôi biết làm cái kia, tôi biết làm cái nọ. Mình chỉ cho người ta, chỉ một cách tận tình để người ta cùng có cái giống mình. Thì đại chúng cứ mang một trong lòng một cái tâm niệm nhỏ là mình được cái gì, mình nguyện chia sẻ với người cái đó. Thì trong này mới dạy là nếu mình được cái đó, mình làm cho người khác được cái đó, mình mới an ổn, mới an lòng.
Khi mình nói một cái điều gì không đúng hay mình chỉ người ta cái gì sai, tâm mình bất an. Và khi mình tâm mình bất an là mình biết. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa Thượng Thanh Từ, khi mà Ngài viết cái quyển Thiền Sư Việt Nam, thì lúc đó Ngài mới nói rằng lúc tôi viết cái quyển đó thì tôi không có đủ những cái tư liệu. Ngài chỉ soạn rồi Ngài viết thôi. Nhưng mà khi mà Ngài được ra tới ngoài Bắc tìm về các tổ, tìm về các tổ xong rồi thì Ngài mới biết rằng trong cái quyển sách trước kia của Ngài còn nhiều điểm thiếu sót. Cho nên Ngài cứ để cái hoài niệm đó trong lòng, cái hoài bão trong lòng là phải viết lại cái quyển sách đó, giống như add thêm, làm sao để cho nó cập nhật, để cho nó đầy đủ trong cái quyển đó. Thường thường Pháp Hòa đọc sách của quý Ngài á, hay là nghe quý Ngài giảng, Pháp Hòa hay để ý mấy cái chuyện mà cái tâm nguyện của quý Ngài vậy đó, để mình thấy được cái tâm nguyện của người xưa. Để làm gì? Để mình học hỏi. Chỉ một cái câu, một ngày viết một quyển sách mà chỉ vì Ngài đi tìm được những cái điểm mà Ngài ngoài Bắc các tổ có mà Ngài không biết. Chứ Ngài nói tôi cứ canh cánh trong lòng cái quyển sách đó nó còn thiếu sót. Cho nên sau này á, mình đi thỉnh cái quyển Thiền Sư Việt Nam thì trong đó là có bổ túc, có bổ sung. Chỉ một cái việc nhỏ đó thôi thì mình hiểu được tâm hạnh của Bồ Tát. Mình có thể phớt lờ cho qua, nhưng mà một quyển sách là một tác phẩm tinh thần của mình, nó là đứa con của mình, thì mình muốn đứa con tinh thần đó phải trọn vẹn, để khi truyền đạt cho người sau, người sau phải tiếp nhận một cách đầy đủ. Nếu mình không biết thì thôi, cái chuyện đó là chịu thôi. Nhưng mình biết cái gì mà không thêm vào đó khó chịu lắm. Giống như nhiều khi Pháp Hòa lấy cái danh sách quý thầy quý chú ghi danh sách cầu an cầu siêu á, đem danh sách lên Pháp Hòa đọc, mà có những tên Pháp Hòa quen thuộc lắm. Cho nên mấy thầy mà viết trật, viết chính tả, và Pháp Hòa phải ráng tới lúc đó đọc tới đó là nhớ, là áp vô liền. Và cho nên thường Pháp Hòa hay để cái viết cạnh lắm, để lỡ có trật và sửa liền, sửa xong rồi đem xuống. Nè thầy, cái vị Phật tử này, pháp danh này, họ này, mình không biết thì thôi, còn biết lại phải chỉnh. Một cái việc làm bình thường vậy thôi, nhưng nó sẽ giúp cho mình trong cái cuộc sống. Cái gì mình biết nó sai, mình không sửa, khó chịu lắm. Thà không biết, mình lỡ mình không biết thì cái chuyện đó đành. Nhưng khi mình biết cái điều đó không đúng thì ráng chỉnh cho nó sửa. Tu là mấy cái chỗ đó, học Phật là mấy cái chỗ đó. Tại vì mình không chữa, mình không sửa từng cái li ti thì làm gì mình được cái phước gọi là 32 tướng tốt, 80 tướng hảo. Đức Phật có 32 tướng tốt, có 80 tướng hảo. Vậy thì tướng tốt là gì? Tướng tốt là cái tướng chính của con người, còn cái hảo đó là cái đẹp thêm của nó. Thí dụ như là mắt hai mí là tướng hảo, nhưng mà nhìn long lanh. Long lanh là hảo, còn mắt hai mí là tướng tốt. Cái miệng của mình nhìn rất đẹp, đó là tướng tốt, phải không? Nhưng mà mình nói, mình cười, người ta cảm nhận được cái duyên dáng ở nơi đó, gọi là cái hảo. Cho nên Đức Phật đấy, trong kinh nói Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 tướng hảo. Nhưng mà tướng hảo và tướng tốt không tự nhiên mà nó có, mà phải tu mới có. Đức Phật phải tạo cái nhân tu, Đức Phật mới được cái quả đó. Chứ đừng có nghĩ rằng mình thành Phật cái tự nhiên cái nó vậy. Không, không phải vậy. Đức Phật cũng tu vô nhiều kiếp, không nói dối, cho nên lời nói của Ngài mới chân thật, nói ra người ta tin. Cũng giống như nói là mình thường sống không có dối gian, cho nên lòng bàn chân mình nó bằng phẳng, thí dụ vậy đó. Thì nhớ rằng tướng tốt không thể tự có nếu mình không tu cái pháp đó. Cho nên rồi những cái mà những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống nó từ đâu? Từ những cái chúng ta biết chỉnh sửa. Cái bàn này nè,
trại rất là đẹp, trang trí rất đẹp. Nhưng nếu mà chúng ta đem nó lên đây mà chúng ta để nó méo chút thôi thì nó chưa trọn vẹn. Mà chưa trọn vẹn thì chưa gọi là ba la mật. Nó đẹp rồi, từ trang trí, từ cái khăn trải bàn cho đến bình hoa mọi thứ, nhưng chỉ cần cái người bưng cái bàn này ra để đây mà để méo một cái thôi, thấy không? Chỉ có một cái chút đó thôi là nó đã chưa trọn rồi. Vậy thì đại chúng hiểu chữ ba la mật là gì rồi đó. Chúng ta nói cái điều chúng ta muốn nói, chỉ cần chỉnh sửa cách nói chút nữa thôi là câu chuyện mình sẽ ba la mật, chứ có gì đâu khó. Anh muốn người ta ấy thì anh chỉ cần, anh muốn truyền đạt cái điều đó, chỉ cần suy nghĩ cách nói sao cho ta nghe cho nó phải. Chứ có nhiều người ta hỏi đâu nói tôi nghe coi, nghe phải, nghe cho phải coi, phải đạo phải lý coi là chuyện nó xong à. Hồi nhỏ hồi giờ mỗi lần lên thăm quý hòa thượng hỏi gì cái đó, ông nói cho tôi nghe coi phải đạo coi. Đạo đây là gì? Đạo lý. Tôi nói làm sao nghe nó có logic. Thì cái pháp hòa ví dụ như vậy để đại chúng hiểu được trọn vẹn cái gì. Ba la mật là gì? Là trọn vẹn. Có nhiều khi cái việc nó như vậy mình chưa làm được nó tới mức đó. Giống như 99 cent, chỉ cần 1 cent nữa thôi là ba la mật của 1 đồng. Nhưng mà chỉ cần thiếu 1 cent, mặc dù bình thường 1 cent nó không có giá trị gì cả, nhưng mà lúc rất cần nó để trở thành 1 đồng thì chúng ta phải rất cần nó. Cuộc sống này cũng vậy. Cho nên nhiều khi mình làm gì không có mình, mình hay nói không có tôi cũng đâu có sao. Dạ không, không có chị, không có anh sẽ có sao. Chỉ cần anh chị có mặt là nguyên bầu trăng luôn chứ sao. Thôi thì hôm nay giờ này chúng ta thêm một điều ha. Trong kinh dạy, những gì mình trụ được ba la mật cũng muốn làm cho người khác được ba la mật. Thì ba la mật ở đây là 10 thứ. Chính là 4 thứ ha: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thêm 4 cái nữa là phương tiện, đại nguyện, đại lực, đại trí. Chính là 6 cái. 4 cái nữa. Nhưng mà đại chúng nhớ là 10 cái này nó hỗ tương cho nhau. Mặc dù nó từng châu, từng pháp vậy đó. Ví dụ như bố thí mà không có tinh tấn thì bố thí được đâu có lâu bền. Cho nên bố thí phải, cũng phải, trong bố thí phải có tinh tấn. Trong bố thí có trí tuệ không? Có, tại không có trí tuệ sao biết gì để cho, ai cần gì sao mà cho. Trong bố thí có nhẫn nhục không? Tại vì nếu mình bố thí mà bị người ta khen chê cái mình sẽ thối tâm. Cho nên trong bố thí phải có nhẫn nhục. Trong bố thí có trì giới không? Có không? Có, tại không trì giới chôm của người ta cho làm sao. Không, cho nên trong bố thí cũng phải có trì giới. Hiểu không? Thì cái trường hợp như vậy đó, đạo Phật gọi là gì? Giáo lý tương tức, tương duyên. Trong cái này nó phải có cái kia. Cho nên mình sống, cái này là cái đặc biệt của Phật giáo. Như hôm qua mình ăn cơm, mình nhìn trong một cái tô cơm của mình có bao nhiêu món. Mình nhìn như vậy để làm gì? Để mình thấy được cái duyên khởi, duyên sinh của các pháp. Mình ăn cơm, mình chỉ nhìn tô cơm mình ăn, mà nhiều khi mình ăn ngốn, ăn nghiến, ăn với tivi, ăn với lại cái phone, ăn với cái gì mà chúng ta không ăn với thực tế của nó. Mà nếu chúng ta tư duy sâu sắc thì chúng ta thấy rằng trong tô cơm này quá trời nhân duyên sinh khởi. Chỉ một cái món, ví dụ mình nói chỉ một món gỏi thôi, mà nếu mà chúng ta tư duy sâu sắc thì trời, cái món gỏi này quá trời nhân duyên trong này. Chanh nè, muối nè, đường nè, rau nè, dầu ăn nè, bột nêm nè, bao nhiêu thứ gọi chung là một món gỏi. Nhưng chúng ta tư duy sâu sắc thì món gỏi này nó được kết tụ bởi nhiều duyên sinh trong đó. Từ đó chúng ta thấy nỗi ngày chúng ta sống, nỗi cái hít thở của mình thôi cũng bao nhiêu là cái duyên sinh trong đó. Nếu không có cây cối, không thọ tỏa ra những cái thán khí, làm sao mình có được bầu không khí trong lành mình hít thở? Rồi bây giờ mình thở được không khí, nhưng mà giờ nếu cái lá phổi mình không làm việc lấy gì thở? Cho trong này lá phổi cũng làm việc. Cho nên mình nhìn vô mình thấy có những cái sự liên đới với nhau hết. Từ đó mình đều chắp tay biết ơn hết tất cả. Và không người nào mà mình ghét bỏ, không việc gì chúng ta không thương xót.
Vì chúng ta thấy không có cái đó thì không có mình. Cho nên mình cũng luôn cảm ơn tất cả những người mà làm khổ mình đó. Tại vì nhờ họ làm khổ mình cho nên mười ngày nay mình mới đi vô chùa, mình biết tu nè. Chứ nếu mà anh không làm khổ tôi chắc tôi cũng chưa tới vô tới đây đâu. Chị không làm khổ tôi cũng chưa vô tới đây đâu. Nhiều khi nói vậy không có nghĩa là ở hình như trong chùa chứa toàn những người thất tình, những người buồn đời, không, không phải. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Chúng sanh có nhiều khổ lắm. Có những người khổ tâm, có những người khổ thân. Mà khổ tâm thì nó vô lượng cách khổ, phải không? Mà mình khổ là vì sao mình khổ? Tại mình không hiểu được bản chất thật của nó. Phật giáo dạy cho mình biết. Cho nên khi mình thương ai, nhưng qua mình nói vậy đó, nó thương thôi, thương trọn vẹn giây phút nào mình có, chứ không có mãi mãi. Vì đời này không có gì mãi mãi hết á. Phật dạy hồi sáng còn nghe loáng thoáng gì trong đó, cho một câu là cuối cùng quý vị học thuộc câu gì đó. Hồi nãy quý vị học thuộc câu gì? Hả? Hả? À, tứ niệm xứ. Cuối cùng còn nghe được câu là không có pháp nào ngoài pháp tứ niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Mà hễ mà mình khi mình quán về cái tâm thì mình thấy tâm sao? Nó biến đổi chứ, phải không? Cho nên là người nào thương mình hôm nay, ngày mai cũng có thể thay đổi. Chồng con còn vậy huống chi bạn bè. Cho nên thật ra mình không có trách, không có trách gì hết, nhưng mình hiểu. Mình hiểu được các pháp nó là như vậy. Cho nên không thù, không hận, mà cảm nhận được đó là một sự thật. Từ nhận ra cái sự thật, chúng ta bình an. Và chúng ta không nuôi hận thù ở trong lòng. Và chúng ta chỉ biết các pháp nó là như vậy. Cho nên khi mà một vị hòa thượng mất đi rồi, thỉnh một vị hòa thượng khác tới, gõ vô quan tài, nói những lời khai thị cho vị hòa thượng mất đó biết. Cuối cùng chỉ nói hai chữ thôi, gõ vô: như thị, như thị. Đi như đến đây, đến cuộc đời này như vậy, thì bây giờ đi như vậy. Phải không? Đến như thế, đi như thế, gọi là Như Lai. Như Lai là người đến như thế nào, đi như thế đó. Chúng ta có hít vô thì chúng ta có thở ra. Chúng ta có ăn thì chúng ta phải mượn, mượn thì lát phải trả. Hồi sáng mượn chén cháo, mượn củ khoai, rồi sắp sửa đi mượn nữa nè. Mọi bây giờ sáng giờ trả chưa? Có mượn có trả, mà nhìn cho kỹ thì cuộc đời này toàn là mượn với trả không à, phải không? Cho nên ngài Hòa Thượng Thanh Từ, ngài có một cái bài kệ hay lắm, hai câu cuối của ngài: thế nào là sự sống? Sự vay mượn liên tục. Hỏi đi, thế nào là sự sống? Trả lời một câu đơn giản, gọn gàng, rất dễ hiểu và rất chân lý: sự vay mượn liên tục. Nếu bữa nào mình mượn nó không, không có cho mượn nữa, thì mình đành nhắm mắt xuôi tay. Vậy thôi, chân lý mà, phải không? Bữa nào mình nói cho tôi mượn hơi nó không, cho tôi mượn, tôi cho anh mượn một hơi vô, giờ tôi không cho nữa, thì mình đành phải thả ra. Sự vay mượn liên tục. Thế nào là sự sống? Cho nên đó là thiền ngữ, đó là pháp ngữ. Quý vị có thể viết một câu đó, để đâu đó để nhắc nhở mình. Nếu mình là người sống hay chấp, hay buồn phiền, hay chấp trước, hay hờn mát, viết một câu đó ra: đã biết đời vô thường, sao lại còn phiền não? Đã biết đời vô thường, sao lại còn phiền não? Rồi quay, hồi xưa có một vị hòa thượng ngày tu ha. Từ khi ngài đi xuất gia cho đến ngài viên tịch, trên đầu giường của ngài chỉ có một chữ thôi: sanh tử sự đại. Sống chết là việc lớn. Anh muốn cái gì, anh gây cái gì, anh ấn cái gì, anh đừng quên, sống chết là việc lớn. Anh gây cho dữ, anh nói cho hung, anh làm đủ trò, cuối cùng anh cũng phải chịu buông xuôi với cái giờ phút buông bỏ đó. Cho nên nói như vậy không có đạo Phật dạy cho mình buông xuôi yếm thế, không, không phải vậy. Mà chúng ta sống tích cực,
sống biết làm thiện, làm lành và sống không có bớt tạo những cái điều khổ đau cho mình, cho người. Để cái giây phút mình nằm đó, mình an bằng với cái đi ra đi của mình. Mình nhìn lại mình thấy đời mình không có làm gì quá đáng. Cho nên Pháp Hòa có làm một bài thơ nhỏ không? Ngày ra đi không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Bốn câu thôi. Trong kinh nói không, các vị đến cõi đời này, những việc cần làm đã làm, đã dứt các sự ràng rịch trong các cõi, và các ngài sẵn sàng ra đi như củi hết lửa tắt. Củi hết thì lửa tắt chuyện bình thường. Hễ mình tu trúng thì quả nó trúng, mình làm sai thì quả nó sẽ sai. Bình hoa sen này nó cần tươi tắn, mình đổ nước sôi thì nó chỉ tươi được 2 phút, sau chút nữa nó sẽ héo. Và bình này quý vị đổ gì nó vẫn tươi, tại vì nó hoa giả. Ngày ra đi không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Hết giờ. Hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.